dàn khoan dầu hoạt động như thế nào? Chỉ cần khoan một cái giếng, dầu sẽ phun lên như vậy. Nguyên lý rất đơn giản, trước hết, họ đưa một chiếc tàu ngầm điều khiển từ xa không người lái xuống đáy biển và tìm một nơi phù hợp để khoan giếng. Bây giờ họ đặt mũi khoan vào ống khoan và sau đó đưa xuống đáy biển. Mũi khoan bên trong ống hoạt động mạnh mẽ, mọi tảng đá đều bị vỡ thành từng mảnh. Ống khoan sẽ không còn hạ xuống khi đạt đến độ sâu nhất định. Sau đó họ có thể kéo mũi khoan lên và họ bơm bê tông vào ống khoan. Bê tông sau khi chạm tới đáy sẽ chạy sang hai bên, đóng vai trò làm cho giếng khoan được cố định. Sau đó thay đổi mũi khoan sang kích thước nhỏ hơn và lặp lại các bước trên vài lần. Trong quá trình khoan, họ sẽ tiếp tục bơm nước vào giếng khoan. Nước không chỉ làm nguội mũi khoan mà còn đầy các mảng đá ra khỏi miệng giếng. Càng đi xuống, ống khoan càng trở nên mỏng hơn, cho đến khi chạm vào lớp dầu, rồi họ bắt đầu lắp đặt thiết bị ngăn chặn hiện tượng phun trào ở đầu giếng. Nếu không lắp đặt, dầu có thể phun ra với áp lực cực cao, gây ra sự kiện phun dầu thảm khốc. Thiết bị chống phun hoạt động như một vòi nước, chỉ khi mở đó, dầu có thể chảy ra. Cuối cùng, chúng ta sẽ có nguồn cung cấp dầu liên tục.